Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa công bố lần đầu tiên phát hiện trường hợp một sản phụ mang song thai tự nhiên, cùng trứng nhưng khác nhau về kiểu hình và kiểu gen. Các tài liệu y học khẳng định rằng song thai cùng trứng giống nhau hoàn toàn về kiểu gen và kiểu hình cùng giới tính. Tuy nhiên mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp thai phụ 23 tuổi mang thai lần đầu song thai. Tuy nhiên, hai em bé khác giới tính và hệ gen. Đây là trường hợp cực hiếm trên thế giới và cũng là lần đầu tiên phát hiện tại Việt Nam. Sau khi hội chẩn, siêu âm và chọc ối, các bác sĩ phát hiện thai A phù thai, giới tính trên siêu âm là nữ, kiểu gen nữ Turner 45X. Còn thai B bình thường về mặt hình thái và giới tính trên siêu âm là nam, kiểu gen nam 46XY. Các xét nghiệm di truyền chuyên sâu khác cũng đã được thực hiện và chứng minh rằng hai thai này chung một trứng nhưng có kiểu gen khác nhau.